hình ảnh mà bà con mới vừa xem, chắc hẳn bà con nào nuôi tôm cũng từng một lần gặp phải hiện tượng tôm bị vàng chân, vàng mang. Nhìn thì có vẻ vô hại cho tôm, nhưng thật ra là rất có hại. Nó phản ánh chất lượng nước ao của bà con đang không tốt, cần được xử lý ngay. Vậy thì tôm bị vàng chân, vàng mang do những nguyên nhân nào? Có ảnh hưởng thế nào đến tôm, biện pháp phòng và xử lý như thế nào? Thì clip sau đây sẽ giúp bà con hiểu rõ hơn về tôm bị vàng chân, vàng mang nhé. Vậy nguyên nhân tôm bị vàng chân, vàng mang do đâu? Tôi hiểu bà con đang nghĩ gì, cho phèn chứ gì bé ơi. Thật ra là bà con nghĩ đúng rồi đó, do ao bị nhiễm phèn sắt, bị xì phèn làm pH xuống thấp trong lúc tôm đang lột xác. Hợp chất phèn trong nước còn bám vào mang, chân làm tôm bị vàng chân, vàng mang. Nhưng chưa đủ. Ngoài nguyên nhân do phèn trong ao tôm còn những nguyên nhân khác như tảo tàn, ô nhiễm, các chất lơ lửng trong nước bám vào mang tôm làm mang có màu vàng. Nguyên nhân tiếp theo là do ao có nhiều kim loại nặng bám vào mang, làm mang bị vàng. Vậy những nguyên nhân nào hình thành phèn sắt trong ao nuôi tôm? Nguyên nhân chính sinh ra phèn trong ao là do, trong quá trình nuôi, lớp nguồn bã hữu cơ bị tích tụ lâu ngày ở nền đáy ao và phân hủy trong điều kiện môi trường yếm khí. Các vi khuẩn yếm khí sẽ sinh ra, hình thành vi khuẩn khử sương phua trong môi trường nước. Các vi khuẩn này sẽ chuyển hóa các hợp chất lưu huỳnh trong thực vật, trong đất, trong nước, thành dạng khí độc sương phua hydro, hay còn gọi tắt là khí độc H2S, được mệnh danh là sát thủ thầm lặng trong ao nuôi. Khí H2S này thâm nhập vào nước ngầm và kết hợp với sắt hai. Chúng có mặt trong trầm tích đất dưới đáy ao tạo thành sắt sương phua và tiếp tục chuyển hóa thành sắt bi sương phua, hay còn được gọi là FeS2. Đây chính là phèn sắt, phèn đỏ trong ao nuôi tôm. Vậy thì ảnh hưởng của phèn đối với ao nuôi như thế nào? Ảnh hưởng thứ nhất là làm cho ao nuôi khó gây màu nước. Tảo không phát triển được trong điều kiện ao có phèn sắt cao, nước ao hơi trong, làm phát sinh tảo đáy, khí độc H2S, v.v. Ảnh hưởng thứ hai là hợp chất phèn trong nước còn bám vào thân vỏ, đặc biệt là mang, chân làm tôm bị vàng chân, vàng mang. Tôm khó hô hấp do mang bị phèn bám vào, tôm bị mất nhiều năng lượng dẫn đến xảy ra hiện tượng tôm chậm lớn, chết rải rác, tôm lột xác bị dính vỏ, đặc biệt đối với tôm còn nhỏ. Do phèn trong ao nuôi cao dẫn đến pH giảm thấp, làm ngăn cản việc hấp thu khoáng Na+, K+ trong môi trường nước, làm tôm thiếu các dưỡng chất khoáng chất cần thiết, dẫn đến tôm lột xác không hoàn toàn, bị dính vỏ và chết. Vậy những biểu hiện của ao nuôi bị nhiễm phèn để bà con có thể xử lý kịp thời. Biểu hiện thứ nhất, đối với môi trường nước, màu nước chuyển màu từ màu tràn nhạt dần sang hơi đỏ và bắt đầu có váng màu vàng ở trên mặt ao. Còn đối với biểu hiện trên tôm, nếu bà con thấy tôm bị vàng chân, vàng mang hoặc tôm chết rải rác, khi phát hiện ao nuôi và tôm có những biểu hiện trên, bà con cần kiểm tra đo lại các yếu tố môi trường, đặc biệt đo hàm lượng sắt trong môi trường nước. Bà con có thể dùng test sắt của sơ ra để kiểm tra phèn có trong ao. Nếu mẫu nước test có màu tím đậm thì hàm lượng sắt trong môi trường nước rất nhiều. Chính vì vậy làm ao nuôi nhiễm phèn cao, tôm vàng chân, vàng mang có thể chết lai rai. Biện pháp xử lý tôm bị vàng mang, vàng chân như thế nào? Cách 1 là sử dụng vôi. Khi cải tạo ao nuôi ban đầu thì bà con bón vôi để nâng pH đáy ao, khử phèn, đồng thời tạo hệ đệm trong ao nuôi. Liều dùng thì bà con dùng từ 15 đến 20 kg vôi trên 1000 m2 ao tôm. Tuy nhiên khi bón vôi đá hoặc vôi nóng cần phải thực hiện trong lúc chiều mát. Sau đó cấp nước vào ao ngay hôm sau, không nên rải vôi và phơi ao trong thời gian quá lâu. Trong quá trình nuôi, bà con nên sử dụng yuca gieo bột 10kg trên 1000 m3, định kỳ 10 ngày dùng một lần hoặc sử dụng trước và sau khi mưa hoặc ao nuôi nổi váng vàng trên mặt nước. Ngoài ra, bà con có thể lót bạc bờ, bạc đáy để hạn chế hiện tượng xì phèn ở ao nuôi. Cách 2 là sử dụng EDETA để xử lý phèn, khử kim loại nặng có trong ao nuôi. Khi ao nuôi bị nhiễm phèn, bà con dùng 1 đến 2kg trên 1000 m3 nước để xử lý trước khi bón vôi để nâng độ kiềm cho ao nuôi. Trong quá trình nuôi có thể sử dụng EDETA định kỳ để lắng kim loại nặng, lắng phèn sắt trong môi trường nước. Kèm theo là trong quá trình nuôi, bà con nên sử dụng chế phẩm vi sinh xử lý định kỳ để giúp ao nuôi sạch, hạn chế khí độc, không phát sinh mầm móng phèn trong ao nuôi, giúp tôm không bị vàng chân, vàng mang, chết rải rác. Hy vọng những chia sẻ trên đây giúp bà con hạn chế tôm bị vàng chân, vàng mang, xử lý hiệu quả phèn trong ao nuôi. Quý bà con có nhu cầu mua hàng, vui lòng liên hệ qua số điện thoại 0913885405 hoặc truy cập vào trang web sinhhoctomvang.vn để xem thêm các chế phẩm khác cho tôm cá. Sinh học tôm vàng xin chào và hẹn gặp lại quý bà con ở những video sau.